1, 2, 3. Úi giời, bạn sâu lại lạc đàn rồi. Bạn sâu quay trở về vị trí xuất phát. Sâu ơi, sâu. Em chả thấy đâu cả. Thế là chị là phải lấy điện tử ra chơi đấy. Em đi siêu thị. À, đi siêu thị mua đồ gì? Vâng. À, chúng mình ngồi đây nhá. Đi siêu thị mà chả rủ người ta đi cùng gì cả. Đầu lắm thôi, chị không được đi siêu thị. Quá, xem nào. Ô, sao lại có con này ở đây? Ghê quá. Ê, con nói chơi đi chị. Ô, thế à? Ô, các em ơi. Đây là em mua ở siêu thị à? Vâng. Em ơi, bạn siêu thị có những con này đẹp chưa này? Em mua hết ở siêu thị luôn mà. Hay thế. Có cái gì hay chưa này? À, thế nào để quay để cho đi được cơ. Ô thế à? Từ lớn đến bé thì chưa được. Ô. Hay quá. Nó là ăn mày như này. Ôi trời. Ô. Ô, có con này nữa đấy. Con này buồn cười thế. Canh của em. Ô, xu bạn đi. Xu bạn con bỏ xu nào. Ô, chồng bạn đi yêu nhờ. Yêu nhá. Ờ. Nè. Ô, bạn lại cắm đầu nữa. Cảm ơn tất cả. Con của chị đang đẩy con của Du đó. À, Du ơi, bây giờ chị nghĩ ra một trò chơi đấy. À, chị nghĩ ra một trò chơi. Thi xe quay. Đi nhanh nhất. Đúng rồi, chúng ta sẽ thi xem con nào nhanh nhất đi. Em chạy bao nhiêu đây? Đúng rồi. Chị em mình sẽ thi xem con nào chạy nhanh nhất nhé. Chị ơi, em muốn một con sâu và một con thiên nga cả chị hai em này. Bạn Du xì khôn thế, bạn đã tỏ chọn những con chạy nhanh thôi. Thì thôi, mình là người lớn thì chấp nhận vậy. Thôi được rồi. Bây giờ nhá, bây giờ chị với em sẽ cùng nhau chơi, được không? Các bạn xem nào. Mình sẽ thi hai lượt nhá, bởi vì mỗi người có hai con mà. Bạn, nhưng mà thua, con từ từ. Bạn nào mà thua sẽ bị cõng người thắng, được không? Được, nào bây giờ từ từ. Đây, bây giờ sẽ chia làm hai đội nhá. Đây là đội của chị đúng không? Đội của em. Được, để đây, hai đội. Bây giờ em cho con nào thi trước? Em cho con vịt. Được, vịt chị ta thiên nga. Thiên Nga sẽ đua với cá của chị. Được, chúng ta sẽ vặn hết con nhá. Sau đếm 1, 2, 3 thì thả ra xem con của bạn nào thắng, được không? Quả này xuống đi mà con chị cứ gọi lấy. Xong chưa? 1, 2, 3. Ồ, con xong rồi. Con của chị, ui, Thiên Nga bơi nhanh đấy. Trời ơi, cá của chị đang đi ra khỏi đường đua rồi. Ha ha, cá của chị thắng. À, Thiên Nga của Xuân Si đã thua. Vậy là vòng 1 chị là người thắng, đúng không? Yeah. Yeah. Bây giờ tiếp tục đến vòng 2. Trời ơi, con bò nghe thua lắm à. Bạn sâu của Su có vẻ nhanh. Phải đến nhá, phải đặt xuống trong 1, 2, 3 được cho chạy nhá. Em hết cắt. À, nào, cắt xuống. 1, 2, để sát vào nhau. 3. Ôi. Bạn bò của chị được. Ôi, bạn sâu. Bạn sâu lạc được. Yeah. Chị hôm nay thắng rồi. Bò của chị kìa. Vậy là ai là người thắng? Bây giờ Su Si phải làm gì? Bây giờ thi vòng cuối cùng thôi nhá. Xem ai thắng nhá. Chị cho em chọn một con bất kỳ của em luôn. Chị chọn con cá đi. Được, chị chọn con sâu. 3 lần nhá. Cá bất kỳ vẫn chạy. À, bởi vì lúc này nó vẫn chạy mà. À, lần cuối cùng nhá. Cho bạn Su một cơ hội luôn. Rồi. Lần này bạn Su mà thắng là chị sẽ... Nào. Bỏ chân ra. Để sát vào đây với chị. Thế, nào. 1, 2, 3. Úi giời, bạn sâu lại lạc đàn rồi. Bạn sâu quay trở về vị trí xuất phát. Sao ơi, sâu chạy đâm vào chị. Vẽ ra kìa. Ờ, vậy đấy, sâu lắm rồi. Sâu lại về vị trí xuất phát rồi các em. Bạn sâu lại có vấn đề quá. Đi một vòng, vòng, quay về đây nữa. Đi thẳng luôn. Bạn sâu này hại quá. Vậy là vòng này chị thua. Thôi được rồi, bạn Su Si bé. Các bạn Su Si thắng. Thắng một lần được rồi. Vậy là bây giờ chị sẽ cõng bạn Su Si đúng không? Được rồi. Nào, Su Si lên đây. Ra lấy bạn cá về đây. Bạn sâu này đúng là buồn cười. Nào, Su lên đây chị cõng. Sâu. À,
này xem thường ra. Đi mà cậu nha, ngã từ chiều nha. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.